Rồi, chiều nay mình ăn cá lóc kiến nướng nha cả nhà. À, mình lớn ăn đỡ đi cả nhà, thấy nó cũng nhỏ mà thôi đi. Hai chị em bữa nay quyết tâm ăn bắt cá lóc kiến về nướng, nhưng mà chỉ bắt được có bao nhiêu đây à? 4 con. Mà một cá cũng bự nha. Hai con cá bự ghê vậy. Đúng rồi. Cá bự hai cá nhỏ. Nhét cua xả vô. Còn bự mình nhét hai miếng đi. Lên luôn. Mình nhét xả vô trong cái bụng nó đó nha, cho nó không tanh nè. Để chính giữa luôn. Cái lò than nãy giờ hàng chuẩn bị sẵn rồi. Đây. Nhét vô. Con bự nhét hai củ. Cái xả này mình cắt mình lấy cái củ rồi mình đập cho nó dập 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 á. Vậy nó mới thơm. Ừ, chị chuẩn bị sẵn rồi đó cái nào. Giang làm cá, Hằng thì chuẩn bị lửa với lại củi rồi xả rồi. Giang ơi nó sôi rồi Giang ơi. Ôi vô lắm nó sôi luôn rồi. Cái gì? Thấy mướp gì? Nướng. Mướp non hả? Ừ, mướp non mình nướng. Ồ, được à. Cái dàn mướp của mình bữa nay cháy dữ lắm, bữa giờ chưa khoe cả nhà. Sao mà sôi dữ rồi nè. Thì than nhiều chứ sao, chỉ đốt than vậy không á. À, nó mình trải qua gì hay hay gì thôi. À, cái nước nó vẫn còn vẫn nước xả. Vàng vậy ha. Vàng. Nhưng mà cá này không sợ khét, không bao giờ khét. Không bao giờ khét. Nóng quá. Đi, hai chị em mình đi hát. Dữ lắm trái rồi. Đây cả nhà ơi, cái vàng mướp nè. Bữa nay trái cỡ này nè. Quá thức rồi Giang ơi. Nướng lấy mướp non không? Nãy chị úp cái bề bụng nó xuống cho nó vàng cái bụng luôn đó. Rồi, xong, vàng chín rồi. Vàng chín rồi. Chín nước. Chibi bánh xe còn. Nước mướp ăn luôn. Chiều nay có hai chị em ăn à. Ba đi chơi với bạn rồi. Chơi hết rồi. Mướp này Giang cạo vỏ sơ sơ nha cả nhà. Em sợ nó bị nhám vậy. Hai đốt cái lò than đúng đúng đời rồi. Trời chị hai mà. Kinh nghiệm đầy mình luôn đó. Sao mấy chục lần nướng chứ. Thất bại. Xàm. Thằng này nó chi ra. Ê, vui vẻ không quạo nha. Bữa nay bắt hai chị em đi có buổi giờ được 4 cá không chứ. Mai mốt mà cái ao này nè nha. Hai chị em mình đi bắt cá. Cái cá nhỏ nhỏ của mình đem về mình thả xuống ao ha. Ok, chín hả? À đúng rồi, cho nó ấy cái đuôi phải không? Cái đuôi. Cái đuôi thì cũng nguy hiểm lắm á. Rồi thấy thèm quá Nhân ơi. Thèm quá Nhân ơi. Ê, hai hồi nó nướng xong hai chị em mình thử thách hai con cá bự nha. Mỗi người một con, ai ăn hết trước sẽ chiến thắng là ăn luôn hai con còn lại. Em thua cho chị ăn cũng hết. Một con một là chị ăn nghe, chị ăn cái con bự rồi mà hết em thua gì cũng thua. Con bự cái ký luôn á. Bự thiệt mà, cho bá luôn á. Mướp này em nghe nói nướng rơm ăn thơm lắm đó nha. Chị không biết nướng rơm thơm không, chứ hiện tại là chị thấy nó thơm rồi đó. Em nghe ta nói rơm á, quấn vòng cái mướp á. Xong mình đốt. Bữa nào làm thử, mình có nguyên vàng mướp đâu mà. Sợ gì, mình có nguyên vàng mướp mà. Lo mấy con cá hồi mấy trái mướp không chín chị cười 88.99 viên. Dạ gì xanh này nè. Xanh này nè. Xanh này nè. Giang chị dọn chỗ ăn rồi xong rồi chị đâm muối luôn rồi nè Giang.
chín chưa Giang? Chín rồi, cá chín rồi, còn trái mướp để sau nó cũng gần chín rồi. Nóng dữ trời, sao thấy có vẻ nóng như vậy, nóng không? Thử. Lấy, chị lấy cái tay chị thử vô đi là chị biết nóng hay không. Ghê không? Thịt cá nó sôi ngục luôn, chín mà nó còn vẫn còn sôi. Nóng à. Ôi nước rồi. Chín thiệt chưa? Đừng gạt tôi nghe. Rồi. Ồ, chín rồi chị heo. Chín rồi sao? Chín rồi hả? À. Em nỉ hầm. Nó nóng hơi nó lên hực 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 hực. Mướp chín luôn không? Rồi ra luôn nha. Thơm quá. Dữ lắm rồi cả nhà. Cá nướng Giang nướng chiều này ngon quá. Nhờ người đốt than. Wow. Rồi hai chị em đã nướng cá chín rồi nha cả nhà. Nướng 3 trái mướp, bây giờ 4 con cá. Cùng một chén với ớt siêu cay. Chiều nay hai chị em Giang bỏ cái cơm rồi cả nhà ơi. Vậy ăn cá hay cơm rồi? Ăn cá trừ cơm. À, hai chị em mời cả nhà cùng thưởng thức cá lau kiến nướng và mướp nướng nha. Mời rồi. Cả nhà ăn cá lau kiến nướng. Trời ơi, nhỏ trước mình bắt chạy tay. Nói chứ cũng muốn ăn cơm nào cơm ăn đi. Ôi lỡ kêu. Con nhỏ trước thì cả nhà con bự nóng quá. Trước sau vậy hai chị em cũng phải ực hết 4 con này à. Nhắc chanh vô. Càng nguyên cả chanh luôn. Thịt cá ngọt ghê luôn chị hai. Chị có biết đâu. Ăn cây xả luôn nè. Giang bữa nay không lẽ Giang bữa nay ăn thực vật ta. Không ăn động vật ta. Ăn cho thơm thơm miệng hơn ăn mình giết cá. Thịt 100% là thịt. Nóng quá. Mời cả nhà cái đuôi con cá lau kiến nướng gì. Không được rồi chị hai. Sao để dục hầm à? Để em dục hầm mới được. Ăn cái này tối nhất mình nha. Để lấy khúc cây ngồi không ngồi. Giờ ngồi chùm hổm luôn sao ăn không lại tôi hay gì trời. Trời ơi. Cái gì vậy? Rồi Giang thử miếng mướp nha. Cắt rồi, cắt thử xạo hả mày. Nè cả nhà, mướp nó gì nè, mình nướng non. Xong là nó gì nè, nó non. Gì thì cứ việc. Ủa? Thì Giang. Cái gì hả? Không có gì, mắc cười. Nhìn chị mắc cười quá, nhìn cái gương mặt thèm thuồng của chị mắc cười chết luôn. Rồi mình ăn thôi, nhìn nè. Nóng rồi mà mướp nó phỏng chín răng. Cạo sớm cái dao cạo không tới cái đầu à. Thôi nhắm miệng. Mà ngọt quá. Ngon chị hai ơi. Không có đường nào tả, chị thử miếng đi. Thử liền. Ăn chào cả nhà nha. Mời cả nhà ăn cá lau kiến nướng. Rồi quá trời cả nhà rửa rồi mới được. Nha. Trong khi chờ đợi chị em làm hết con. Ồ,
sao nha. Ăn đi. Vui, vui vẻ không quạo nha. Ok. Ôi, cái thơm này cả nhà, cái thơm mùi xả, cái mùi xả thơm dữ dằn luôn á. Có xả vô là không được không? Thật ngon. Thật nó ngon. Dạo này sao mà cá ít quá hả? Có mấy con, không có như lúc trước. Nhiều người bắt lắm. Mở này. Ngon quá. Ngon quá. Nguyên không ơi? Ngủ chưa? Ngủ rồi. Được rồi. Hai tay, hai bên. Mời cả nhà thưởng thức thử một mướp non nướng nha cả nhà. Đây là ý tưởng của Giang. Ngọt. Cực kỳ ngọt luôn. Cá đây rất là béo luôn. Chờ nó hai chị em ăn cá khỏi ăn cơm. Mấy bữa nay hai chị em thèm cái món này đó nha, thèm cá này. Nên là bữa nay Giang rủ chị hai đi. Không ngờ mà Giang rủ nhẹ tiếng đi thiệt cả nhà. Chị cũng thèm mà. Chị ăn có khúc này nãy giờ chưa hết. Vậy là chiều nay khỏi ăn cơm rồi đúng không? Coi nè. Chị tiếp tục ăn nhé. Thôi ngưỡng trái luôn đi, còn hai trái rồi. Ngưỡng trái luôn. Chơi luôn. Nha. Ngọt lên. Mới há hơn cái rồi hả? Ừ. Nhanh vậy? Cái của chị nhỏ. Hẹn lại nó ăn xương. Xương hết con hả gì? Ủa? Đâu cháy lan à? Lấy miếng thịt cho con bạn. Đây con. Bạn mới đi động vô nữa. Cái này xuyên đi bắt chuột, tập đi bắt chuột chứ lắm luôn. Hẹn nó biết bắt chuột rồi dẫn qua. Mình làm con nữa cay. Thôi à, vậy mình ăn con này đi, con này chiều ba đi. Đúng rồi. Vì tối qua có tiệc gì. Có. Nãy giờ chưa ngửi củ xả. Góc dưới ạ. Thơm. Cái thịt con cá nó ngọt rút lên. Phèn cái này xiên quá, cho miếng thịt nữa nè Phèn ơi. Phèn, lãnh Giang cho cá thử. Con. Không cảm ơn như vậy. Để bỏ cái da bớt con. Rồi nha, chia gọi đó nha. Chị có ăn cái này không? Không, ăn không? Có số lượng nhưng mà có chất lượng. Mời cả nhà thử cái đầu cá lau kiến nha cả nhà. Thôi bây giờ hai chị em sẽ thưởng thức luôn hết cái khúc này với lại hai cái phần còn lại của hai chị em, còn cái con này mình sẽ chừa cho ba nha cả nhà. Xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã xem clip của kênh Muôn Lúa Đồng Tháp nha. Hẹn gặp cả nhà vào cái clip sau. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Hai chị em này ăn món này xuất sắc.